Hello anh xin chào tất cả các bạn Ở video hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn Bài tập số 1 và bài tập số 2 Trong cái file đề cương ôn tập đại số tuyến tính mà giảng viên họ gửi cho giáo viên nhé Thì rất là dễ thôi nhé, không có gì khó đâu Đấy, anh đã <laughs> Anh đã để à, Anh đã copy copy cái đề bài sang bên này cho nó nhìn cho nó đẹp Đúng không ạ? Rồi. Đó bây giờ ta sẽ bắt đầu nhá. À thì đâu các bạn đọc đề bài cho anh xem nào. Tìm m đúng không ạ? Nó hỏi mình tìm m để vector u Đấy có có dạng là như như trên là biểu diễn được thành tổ hợp tuyến tính của các vector v1, v2, v3. À thì à như cái bài về tổ hợp tuyến tính mà những cái video trước anh đã hướng dẫn các bạn rồi đúng không ạ thì để biểu diễn được thành tổ hợp tuyến tính thì chúng ta phải đi à, đi tìm được à, phải chứng minh được các tồn tại những cái hàng số đúng không ạ hàng số ci đấy thuộc r đúng không ạ sao cho nó biểu diễn được dưới dạng ví dụ ở trong bài này thì nó sẽ biểu diễn được dưới dạng là như này à. Ok các bạn đợi đã... anh Ok Nó sẽ biểu được sự dạng nhảy đúng không ạ U bằng C1V1 cộng C2V3 Cộng với C3V3 Rồi C này nó sẽ tương với với V. Đấy, có V1, V2, V3 tương ta có sẽ có là C1, C2 và C3. Rồi. Đấy, cũng phải chứng minh là tồn tại này đúng không ạ? Đấy. Rồi thì bây giờ nhé ở đây là bạn làm tắt đúng không ạ nhưng mà anh sẽ làm uh, cụ thể hơn cho uh, mọi người là dễ hiểu nhé đây này có nghĩa là bây giờ anh sẽ viết đây đó rồi à, tương đương nhá cái u này này nhá u bằng c 1 c 2 c 1 v 1 cộng c v 2 cộng c 3 v ba sẽ được tương đương nhá tương đương với à, uh, như này này bảy này trừ hai bằng C1 nhân với V1 là 2, 3, 5 cộng với C2 nhân với V2 đúng không ạ? 3, 7, 8 cộng C3 nhân với V3 1 trừ 6 và 1 Rồi Đó Được chưa? Thì khi đó là các bạn sẽ nhân các C 1 C2 C3 vào bên trong các vector đúng không ạ? Thì cái đó các bạn sẽ cho từ các thành phần của nó bằng nhau thì khi đó các bạn sẽ suy ra được cái hệ phương trình như ở đây là bạn đã suy ra được nhá. Đấy, nhiều bạn sợ không nhìn được thì các bạn cứ viết như anh như trên thôi, viết thêm một dòng nó nó không làm sao hết đúng không? Đấy các bạn viết ra các bạn nhìn cho nó rõ đúng không ạ? Đấy các bạn cho từng thành phần của vector giữa À, với trái và với phải các bạn cho bằng nhau nhé thì các bạn sẽ ra được cái hệ này ở đây anh sẽ không nói kỹ nữa đúng không anh chỉ nói cách làm là chủ yếu đúng không còn nếu mà các bạn muốn xem kỹ thì các bạn xem lại video về tổ hợp tuyến tính anh đã quay rất là kỹ và cái đường link tổng hợp anh để dưới phần mô tả nhé đấy thì các bạn phải thông cảm ra nhé bởi vì là để anh tiết kiệm thời gian nên anh sẽ không nói kỹ phần như này nữa đúng không ạ đấy nếu mà các bạn muốn nghe kỹ phần lý thuyết ví dụ thì các bạn xem lại ở đây nhé rồi sau khi các bạn đã thành lập được cái hệ phương trình này rồi đúng không ạ thì bây giờ các bạn à, bây giờ mình có là phải mục tiêu của mình phải đi là tìm các c 1 c và c 3 thì để tìm các c 1 c c 3 thì cái này nó giống như hệ phương trình tuyến tính thôi đúng không thì ta phải đi là thành lập ma trận hệ số mở rộng là a A ngang đấy từ Hệ vô trình bên trên các bạn điền các hệ số lần lượt xuống bên dưới phương trình thứ nhất hệ số sẽ được là hàng thứ nhất của ma trận a ngang phương trình thứ hai sẽ được hàng thứ hai của ma trận a ngang phương trình thứ ba được hàng thứ ba của ma trận a ngang đúng không ạ bây giờ mình sẽ dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa ma trận a ngang về ma trận có dạng là bậc thang cụ thể mình sẽ đưa là hai thằng này là về về không chuẩn chưa lấy 3 chia hai được 3 phần 2 đảo dấu là hình chứ 3 phần 2 nên ở đây ta có là H2 bằng H2H2 H2 H2 3H1 đấy như anh đã bảo rồi các bạn có thể viết theo cách này hoặc các bạn thay vì điền 2 trước H2 các bạn điền uh, 3 phần 2 vào trước H1 nhé nhưng mà ở đây bạn kiểu như là mình đưa nó lên thôi nó, nó cũng giống nhau thôi mà đưa này thì nó sẽ biến đổi hàng 2 và hàng 3 mới nó sẽ không có dạng phân số được Được chưa? Lấy 5 chia 2 được 5 phần 2 Đảo dấu là thành chữ 5 phần 2 Nên ở đây ta có là H3 Bằng 2H3 chữ 5H1 Khi đó là hai thằng này nó sẽ là về Về 0 Và hàng 2, hàng 3 mới Sẽ thay đổi so với hàng 2, hàng 3 cũ h 1 vẫn giữ nguyên Tiếp mình phải biến đổi thằng này là về Về 0 1 chia 5 được 1 phần 5 Đảo dấu chữ 1 phần 5 nên ta có H3 bằng 5H3 chứ Yeah. Khi đó là Vị trí này nó sẽ là về về 0 Và hàng 3 mới sẽ thay đổi so với hàng 3 cũ Hàng 1, hàng 2 vẫn giữ nguyên Nhá. Yeah. Rồi bây giờ mình ta, ta sẽ đi biện luận Rồi Để xem bạn biện luận như nào đây Để U biểu diễn thành tổ hợp tuyến tính của V1, V2, V3. Đây để u biến tuyến tính, tổ hợp tuyến tính này thì phải tồn tại uh, C1, C2, C3. Đúng không ạ? Mà muốn tồn tại thì cái hệ phương trình nó phải là có nghiệm nhé Thì muốn cái hệ phương trình bên trên có nghiệm đúng không ạ? Thì các bạn nhớ cho anh này. Hệ phương trình có nghiệm thì sẽ có hai trường hợp là hệ phương trình có nghiệm duy nhất và hệ phương trình có vô số nghiệm được chưa Nếu đối với trường hợp hệ phương trình có nghiệm duy nhất thì khi đó hạng của A phải bằng hạng của A ngang và bằng với số ẩn là bằng 3 nhé. Còn nếu với trường hợp mà hệ phương trình có vô số nghiệm thì hạng của A phải bằng hạng của A ngang và phải bé hơn số ẩn được chưa ạ? Rồi, thì bây giờ các bạn nhìn lên cái uh, ma trận bậc thang ta đã đưa về đây nhá thì cái giải phân cách của ta đây đúng không ạ đúng chưa thì về trái của ta đây nó chính là ma trận a còn toàn bộ cái ma trận này nó chính là ma trận a Nga thì dễ thấy là hạng của ma trận a ở đây nó nó bằng bằng mấy bằng hai đúng không ạ có ai hàng khác không mà hàng ba này nó bằng không rồi nên hạng chỉ là bằng bằng hai mà muốn hạng của a bằng hạng của a ngang và bé hơn số ẩn để khi đó rơi vào trường hợp hệ phương trình có vô số nghiệm thì cái thằng này này 10m trừ 150 nó phải là bằng bằng không đúng chưa nên ở đây là bạn đã viết là là như thế đây bạn đã viết đây với uh, m 15 bằng không hoặc là các bạn có thể viết là với 10 10m trừ 150 bằng 0 đúng không ạ? như anh đã giải thích ở bên trên đúng chưa thì tương đương m bằng bằng 15 nhé thì khi đó là hạng của a bằng hạng của a ngang và bằng hai và bé hơn ba ẩn thì khi đó là rơi vào trường hợp là hệ có vô số nghiệm nhé rất là dễ rồi rồi bây giờ anh sẽ qua là bài số 2 ok đề bài anh uh, copy sang nhìn cho nó, nó rõ nét nhé Đấy các bạn nhìn đề bài chưa Nhìn nó có bé bé quá không Cũng nhìn được đúng không ạ À cái này nó không Nó không cho mình là ấy bóng to được Thì anh sẽ thu nhỏ một chút Ok các bạn chịu khó nhé nhìn nó hơi à đây anh sẽ cho lên lên trên này đi nhé cho lên trên đấy anh cho lên trên này nhìn cho nó nó dễ nhé rồi xem nào đề bài nó hỏi mình là ý a này viết x thành tổ hợp tuyến tính của u v, v kép nếu có thể à rồi nhé thì bây giờ mình sẽ đi làm ý a trước rồi thì đối với dạng tổ hợp tuyến, tính á thì câu đầu tiên lúc nào cũng là phải tồn tại đúng không ạ? Tồn tại C1 C2 C3. Đấy sao cho x bằng C1 u cộng C2 v cộng C3 v, v kép. Đấy. Thì cái này, này nó chính là cái tổ hợp tuyến tính này, này. Đấy được gọi là tổ hợp tuyến tính nhá. Rồi. Thì khi đó à, ở đây là cũng giống như bên trên thôi đúng không ạ? À, bây giờ anh này làm cụ thể hơn này. Bây giờ cái này nó sẽ tương đương này đây tương đương Tương đương thì anh viết bên trên cho, cho nó rộng nhé Tương đương nhé Tương đương cái tổ tuyển, tuyển, tuyển tính ấy Tương đương này X Đề bài cho mình là 42-6 Đúng không ạ Bằng uh, C1 Thì mình viết C1 này Nhân với U12-1 1. Các bạn nhìn vào đề bài nhé UVVK Đề bài nó cho đấy Cộng C2 Nhân với uh, V Là 0 2 3 cộng C3 nhân với W kép 3 4 1 ok đấy thì cái tổ tính đính này nó sẽ tương đương với cái thằng bên trên được chưa ạ rồi 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 thì từ cái uh, à, cái tổ tính đính, anh vừa viết bên trên đấy thì mình sẽ tương đương với được một cái hệ phương trình chọn ạ Các bạn cho các thành phần tương ứng giữa vế trái và vế phải bằng nhau thì sẽ ra được cái hệ phương trình ở đây nhé. Đấy. Ở phần này anh sẽ không nói kỹ nhá. Đấy, cái này nói rất kỹ ở phần uh, những cái uh, phần lý thuyết đầu tiên rồi đúng không ạ? Cái phần uh, video về tổ hợp vi tính uh, anh đã trình bày lý thuyết và ví dụ đấy. Ở đây là tổng ôn nên anh sẽ không nói nói kỹ nữa. Rồi. À uh, thì các bạn dễ dàng này do cái bài này nó không chứa nó không chứa tham số như như là cái bài ví dụ bài 1 này này, tham số này nó chứa tham số m này. Đấy, tham số m này thấy chưa? Đấy nên ở đây là mình dễ dàng mình giải Bởi máy tính nhá. Mình giải ra được C1 C2 và C3. Đúng không ạ? C1 bằng 1, C2 bằng chứa -2 và C3 bằng, bằng 1. Thì khi đó ta sẽ biểu diễn lại các bạn thay C1 C2 C3 vào vào cái này này đó vào cái này nhá các bạn thay c một xe thứ ba vào đây này đây vào cái này này đó các bạn thay vào đây này đấy, vào cái tổ tuyến tính này đấy thì các bạn sẽ được là một u trừ hai v cộng với một nhân với v đúng không rồi ok viết cụ thể ra thì các bạn sẽ thay u v vào tương ứng đúng không ạ các bạn có thể thay c một c ba vào cái này cũng được nhé nếu mà viết cụ thể ra rồi ý B nó hỏi mình là à, Viết x thành đổi tuyến tính của UV các nếu có thể à, Biết U1, U2, U3, U4 và x như này Đó Thì ý B cũng tương tự thôi Mình sẽ nói là tồn tại các C1, C2, C3, C4 này Sao cho x bằng C1, U1 cộng C2, U2 cộng C3, U3 cộng C4, U4 À, làm sao để biết là có mấy mấy C bởi vì là mình dựa vào là có có bốn vector u1 u2 u3 u4 nên ta phải có từ là c1 c2 c3 c4 nhé thì cái đó mình dễ dàng viết được cái thành lập cái hệ phương trình gồm bốn phương trình và ta giải ra được là c1 c2 c3 c4 là như này đúng không ạ thì cái đó mình sẽ biểu diễn lại thôi mình sẽ thay thay các c1 c2 c3 c4 vào cái uh, cái tổ hợp tính này đúng không thì cái đó là ta sẽ biểu diễn được như này nhé rồi ok rất là dễ thôi nhá video của anh sẽ tạm dừng tại đây anh cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi nếu mà các bạn thấy video này hay đừng quên like đăng ký kênh và đừng ngại chia sẻ video này tới bạn bè để ủng hộ anh nhé anh cảm ơn các bạn rất là nhiều